Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello Ajinomoto, trong video này thì mình sẽ review cho anh em về chiến thần đới mộc bạch, là một vị tướng 2S trông quả găng tay trông rất là ngầu, nhưng không biết đánh đấm ra làm sao anh em ạ. Ở trong cái phần võ hồn điện thì khi mà chúng ta chiêu mộ đủ 300 lần, chúng ta sẽ được 75 mảnh không, tổng cộng là 150 mảnh, bởi vì là 200 lần là chúng ta đã được 75 mảnh. 300 lần là thêm 75 mảnh nữa, thì ở trong này có thể lựa chọn được hai vị tướng. Một là đới mộc bạch, hai là Mã Hồng Tuấn. Thì bây giờ chúng ta chọn vị tướng nào? Thì mình đã chọn đới mộc bạch rồi. Còn lý do chi tiết làm sao thì anh em có thể xem lại cái video trước thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em rồi nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ review qua một chút về cái chiến thần đới mộc bạch này, sau đó đi đánh đấm cho anh em xem hiệu ứng skill ra làm sao nhá. Đây thì hiện tại là thần kỹ của em nó này anh em này. Wow, ngưng tụ thần lực của Tà Mâu Bạch Cổ, cứ 24 giây lấy bản thân làm trung tâm bạo phát một lần sát thương vật lý nhóm bằng 270% tấn công. Và khi mà chúng ta tăng sao được bằng cách là kiếm mảnh của chính em đới mộc bạch đó thì những cái chỉ số này tăng lên rất là nhiều nha anh em ơi. Căng thẳng luôn. Ngoài ra thì nó còn có hiệu ứng là tạo ra vực chiến thần, duy trì trong vòng 8 giây, kẻ địch trong khu vực chịu sát thương bằng 25% tấn công mỗi giây anh em ơi. Đấy, ngoài ra cái hiệu quả hồn kỹ này mình chưa mở được do là mình chưa nhận được Mã Hồng Tuấn. Thì chắc chắn là hai vị tướng đấy mình cũng sẽ cần phải lấy thôi. Lần đầu tiên là lấy đới mộc bạch, về sau thì mình sẽ chiêu mộ đủ 500 lần là lấy thêm một em nữa, thì lấy nốt Mã Hồng Tuấn để có thể là kích hoạt được cái hồn kỹ này. Đấy, cái hiệu quả của hồn kỹ tăng 35% chứ không phải là hồn kỹ nha. Ok, còn ở đây thì cũng có một skill nữa là Bạch Hổ Thần Ma. Thì chiêu này là xóa và miễn dịch tất cả hiệu quả khống chế nha. Bắt kẻ một cái địch ở gần và một cái địch ở xa trước mặt gây sát thương trong phạm vi lớn. Kèm theo hiệu quả phá diệt đây, mỗi tầng là giảm 5% di chuyển và 5% vật phòng duy trì vòng 12 giây. Ok. Thì thêm một cái skill nữa là hóa thành Bạch Hổ này, xông đến kẻ địch ở phía xa. Ủa? Thật à? Hóa thành Bạch Hổ luôn à? Ghê vậy sao? Level 35 nữa này, triệu hồi hổ thần trảo, tiếp tục là có hiệu quả phá diệt nhá. Khi mà lên bậc tím thì mình sẽ mở thêm một chiêu thức nữa. Nhìn chung là chúng ta cần phải đột phá lên thôi. Thế này thì mình không biết là có đủ tài nguyên để đột phá lên tím hay không. Bây giờ mình mới có 103 điểm thể lực thôi. Thuốc thể lực thì có nhiều không ta? Tối đa 120 à? Ui ồ, đủ không nhỉ? Chắc là đủ ấy. Hôm nay thì mình mua mắc thể lực rồi, mình sẽ đột phá thử xem lên tím không nhá. Nếu như mà lên được tím thì ngon. Đột phá nhanh xem nào. Ok. Có một cái thì đủ rồi, nhưng ba cái kia thì nó vẫn chưa đủ, thiếu nhiều quá nhỉ. Ôi rồi. Hơi khoai rồi anh em ạ. Ôi, vẫn chưa đủ anh em ơi, mình phải để dành thể lực để tí hơn đi vượt phụ bản, nên cho nên là tạm thời review cho anh em ở phẩm lam cộng 4 nhá. Khi nào lên phẩm tím mở thêm skill thì mình sẽ tiếp tục review cho anh em vậy. Chiến ơi nhà, vào phụ bản đánh đấm tế cho anh em xem thử xem đới mộc bạch đánh đấm ra làm sao. Ok, nhận luôn 5 vé chiêu mộ. Khiêu chiến. Mình sẽ bỏ bớt ra, chỉ để đới mộc bạch thôi, cho anh em có thể là xem hiệu quả skill nha. Đồng ý luôn. Chiến. Rồi, hôm nay thì mình thấy là game bắt đầu là nhanh hơn rồi nha. Chắc hôm qua là mới nên đông quá. Đây, đánh này. Úi dồi ôi. Đấy là skill đánh rồi nha. Cào. Cấu. Ai à, đứng im rồi, bị định thân. Thằng kia nó phi mấy cái ngọn giáo nên mình đứng im luôn anh em nhá. Ok. Ai chà, lâu thế nhở. Ơ, ảo thật đấy. Bao nhiêu giây ta, à đấy, cuối cùng phá được rồi. Đấm này. Rồi luôn. Múc. Biến hình rồi này anh em. Nhưng mà có thấy thành Bạch Hổ quái đâu. Có thêm mấy cánh chứ gì mà. Ủa, thế mà skill kia nó bảo là biến hình thành Bạch Hổ nha. Hay là mình phải để như thế này. Clip tuyệt chiêu của hồn sư đã mở. Nhưng thằng này nó có hiệu quả khống chế khá là khó chịu nhá. Đây rồi. Đấm nó đi. Rồi. Tiếp tục là cào. Nếu như solo là vẫn ăn được con này, nhưng mà nó lại có khống chế.
cố lên, sắp đủ cái năng lượng để xài thêm hồn kỹ một lần nữa rồi anh em ạ. Thần kỹ ấy, múc thử xem nào. Ui da, không chế khó chịu nhờ. Rồi đây ôi, wow, được của nó anh em ạ. Thần kỹ biến hình thì khá là mạnh. Mình nhìn thấy là mấy cái skill kia thì em đới một bạch này nó sao nhỉ, cảm giác như nó không giống như là một sát thủ. Nói chung Trúc Thanh thì nó giống sát thủ hơn, skill của nó kiểu mang tính kết liễu kẻ địch nhanh hơn. Tuy nhiên là cái đây, cái skill này ngưng tụ thần lực tà mâu bạch hổ này, bạo phát ra sát thương tạo ra vực chiến thần các kiểu này, thì mỗi lần sử dụng cái thần kỹ này nó khủng khiếp hơn. Nhưng mà mình thấy là có skill nào nhỉ, đọc rõ là biến hình thành bạch hổ đâu. À đâu, đây là hóa thân thành hình thái chiến thần này. Hóa thân, đây này, hóa thành bạch hổ. À, mà cái này là không thấy biến thành bạch hổ nha anh em. Ờ, chưa thấy có biến thành bạch hổ một tí nào luôn á. Ảo thật, triệu hồi, hổ thân chảo. Ờ, hổ thân chảo là cái móc này này. Nhưng mà biến thành bạch hổ thì chưa thấy đâu. Ảo thật, đánh lại một tí nữa xem nào, xem có biến thành bạch hổ hay không anh em nhé. Thế hơi bâng khuâng ở chỗ đấy. Còn lại những skill kia thì cũng có thể hiểu được rồi anh em ạ. Đánh một ải khác dễ dàng hơn em này. Rồi, xem nào. Ok, múc đi. Rồi, cào cầu cắn xé đi. Đấy, bạch hổ. Ảo nhờ, không thấy bạch hổ mà được ghi là bạch hổ. Có khi nào lỗi dịch thuật đâu. Đây cái này biến, đây là chắc là biến thành hình thái chiến thần này anh em này. Đây là bạo phát này. Ấy, đau này. Khi mà chúng ta đánh đa mục tiêu thì anh em có thể nhìn thấy là rõ hơn của cái thần kỹ của nó là bạo phát một lần sát thương ấy. Tiếp tục. Lại. Chưa thấy hình thái bạch hổ đâu, để mình ngâm cứu trong cái quả gì nó đấm phọt ra thì không biết là đấy có phải là có hình có bạch hổ hay không nha. Đấm này. Rồi này, múc này. À, nắm đấm. Đâu nhỉ? Khó. Tiếp tục là đấm này. Rồi. Ok. Đấm này. Rồi. Bạch hổ đây. À, hơi ảo nha. Hè luôn. Không rõ, mình cứ tưởng là phải biến thành hẳn con bạch hổ nhìn trông nó chất chơi người rơi cơ. Nhưng mà cóc phải anh em nhé. Thì lý do mình lấy em đới một bạch thì cũng rất là đơn giản thôi. Bởi vì là mình nạp đầu cho nên là sẽ có được em Chu Trúc Thanh. Mà em Chu Trúc Thanh này ở trong cái phần túc mệnh của nó thì đầu tiên là có em Tiểu Vũ này là kích hoạt được rồi này. Nhưng đây này, có thêm em đới một bạch nữa thôi là gì? Đới một bạch phát là em Chu Trúc Thanh này cộng luôn tấn công 12% và sinh lực 6% nữa. Rất là ngon nha. Đấy, bây giờ mình sẽ tiếp tục lấy thêm Thiên Thanh Long Ngưu Thiên nữa. Là ok liền, kích hoạt thêm cái duyên nha. Với cả mình thấy đới một bạch này khá là dễ kích duyên luôn anh em nhé. Túc mệnh của em nó này, hầu như là vừa mới lấy phát là mình đã kích được hết luôn rồi á. Mấy cái em này thì rất dễ luôn. Đó. Dưới này cũng tương tự này, rất dễ để lấy này. Đây nữa này, vào phát là mình đã có 3 duyên rồi. Còn mỗi cái là con đường thành thần ấy thì là có Linh Ngư Chu Trúc Thanh rồi, còn một em này nữa là em gì thì không biết, chưa mở. Thế nên là chưa có được, còn 3 cái duyên này đã có sẵn rồi. Thế thành ra là đới một bạch được cộng rất là nhiều những cái chỉ số nha. Vào trận phát là rất là mạnh. Hồn cốt. Hồn cốt thì hiện tại là mình đang có hủy diệt à. Cái này là tăng sinh lực. Sao đây lại là hủy diệt nhỉ? Đáng lẽ ra phải là sinh lực nhé. Pháp phòng này. Trang bị thử một cái này là A cộng đúng không? Thế thì trang bị sinh lực đi. Bên này là có cái gì? Bên này là có pháp phòng này. Đới một bạch nó thường hay phải lao vào đầu tiên nên cho nên là mình sẽ trang bị cho đới một bạch trước để lao vào đỡ bị chết sốc anh em nhá. Ok đấy, cũng khá là ngon. Rồi như vậy là đới một bạch đã lên top 1 lực chiến ở trong team của mình rồi. Hồn cốt hết rồi. Tăng cấp xem nào, lên level 36 luôn, kỹ năng tăng luôn à. Tăng sao thì mình cũng tăng full rồi, 1, 2, 3, 4, 5 sao luôn rồi nha. He he. Đấy, đới một bạch cũng thế luôn. Tăng kỹ năng lên. Chu Trúc Thanh cũng tương tự. Ok.
Rồi. Bồi dưỡng. Bồi dưỡng thì mình cũng đã sử dụng khá kim cương để có thể là bồi dưỡng cho cái tỷ lệ nó được lên cao hơn. Tức là nếu như mình bồi dưỡng bằng kim cương thì nó sẽ là x2 chỉ số lên nha. Còn bằng vàng này nó chỉ là 1,5 thôi. Còn nếu bồi dưỡng thường thì được cộng x1 thì nó hơi phí. Mình cũng đã đầu tư kim cương để có thể là cho chỉ số nó lên x2 khá là ngon nha. Xóa bỏ. Ok. Võ hồn điện xong có cái gì chưa mộ không? À x10 thêm một lần nữa này. Thế là đủ con mốc 350 lần rồi. Hải thần chi quang ẩn chứa. Xem ngày hôm nay chưa mộ để có thêm một giật cả mình, tưởng là một vị tướng bậc SS cơ nhưng không phải. Nó chỉ là mảnh thôi anh em nhá. Đây rồi. 350 lần này. Đấy anh em thể nhìn thấy này, 400 lần mình sẽ có thêm 75 mảnh nữa. Thì chắc chắn là mình sẽ lấy mã Hồng Tuấn rồi. Nhận luôn. Quà bồi dưỡng lớn. Ok. Còn sự kiện gì nữa không nhỉ? Bậc A các thứ thì mình cũng mở được hết rồi nên lấy ai cũng được. Nhiệm vụ xem nào. Có bản sử thi. Thành tựu. À may quá, có thêm mấy cái xúc xích anh em ơi. Nhiệm vụ 7 ngày xem nào. Nhiệm vụ 7 ngày thì hết rồi đâu. Thưởng online này. Rồi 64 phút ở 90 phút thì mình sẽ có thêm 4 cái vé chiêu mộ nữa. Quà tuần VIP 3 mình có thể là mua được tiếp. Thôi thế chịu, bó tay rồi. Bản xếp hạng xem nào. Ok. Lực chiến nằm trong top 200 thôi anh em nhé. Chưa có nhiều thể lực thế thành ra là cấp bị kẹt. Không vừa có lên được cấp thì không thể nào mà đi phó bản được, anh chấp nhận thôi. Rồi. Tiệm. Tiệm này là quan trọng đấy anh em này. Cái này là nguyên liệu dùng để đột phá hồn sư vật công lên phòng thủ lam cộng 4. Thì cái này mua dần thôi. Sổ tay hồn thư. Ok, mua luôn nha. Pháp công và vật công à, mua dần đi, đỡ phải dùng thể lực để càn quét anh em ạ. Mức độ là tạo mới ở đây cần phải reset bằng 50 kim cương thì cho nên là thôi nha. Cái này hình như là nó có mấy lần tạo mới, nếu như mình nhớ không nhầm là 12 giờ, 6 giờ thì phải, 9 giờ thì phải. Thông thường nó lại sẽ là như thế nha. Nhưng mình sẽ không tạo mới kim cương đâu, phí. Đây, ví dụ như ở trong này thì mình sẽ dùng cái tạo mới được này. Cái này là cái gì đây? Phòng thủ. Đó, mua luôn. Tạo mới tiếp. Mua cái này anh em nhá. Bậc 2S có không nhỉ? Không thể có. Hỗ trợ này, phòng thủ hỗ trợ được luôn. Tiếp tục. Ok đấy. Tiệm đấu. Tiệm sân hồn đấu. Tông môn xem nào. Chưa được. Tiệm hồn thú. Đây rồi. 15k điểm đúng không? 15k điểm. Wow. Thế thì đâu nhỉ? Đây. Rồi, mua được hết. Đủ hết anh em ạ. Thôi kìa. Rồi ngon lành cái nào luôn. Tiệm sát lục chứ nào. Sát lục thì chưa. Cái này thì cũng thôi, tạm thời để đây đã. Mình hôm qua mình cứ all in hết vào cái này luôn anh em ạ. Có bao nhiêu là mình vã vào đấy hết. Nâng cấp cho lực chiến nó tăng lên luôn. Hồn sư 36 này. Bồi dưỡng xem nào. Đấy đủ 100 rồi. Không, chưa đủ nha. 24 viên một phát thì đây mình sẽ cần tận là 240, vẫn thiếu. Bây giờ khi nào mà đủ thì mình sẽ lại tiếp tục là up lên thôi. Thì cái chỉ số thuộc tính nó sẽ tăng lên khá đấy. Rồi. Phó bản thế nào? Còn ai nào có chưa vượt được ông ta? Hết rồi. Tinh anh cũng vượt full rồi. Bây giờ phải lên được level 38 anh em nha. Kẹt level rồi. Đây. Phòng XP. Trời.
Ôi da. Trợ giúp nữa. Ra trận nhanh. Chiến luận. Tốc độ x2 lên nào. Có cái gì đấy. Sát thủ à. Ok. Hết rồi. Khá khá luôn. Dẹp 35 con quái là được anh em ạ. Bạch hổ thần ma biến. Ê, chiến thần anh em ơi. Khá là ghê. Ok. Đó. Thế là mình có thêm một chút cái tài nguyên rồi. Khiêu chiến level 40 thì mới mở. Nên bây giờ mình sẽ càn quét. Hết rồi. Các phụ bản này thì múc nốt thôi. Độ khó 2 này. Ok, thì ngày hôm nay mình cũng đã review cho anh em về chiến thần đới một bạch rồi. Tất nhiên là phân khúc phẩm 5 cộng 4 thôi. Khi nào mà nó mở mắc được full skill thì mình sẽ có thêm cái video nữa để cho anh em xem về sức mạnh thật sự của em đới một bạch như thế nào nhá. Mình cũng sẽ cố gắng là lấy thêm nhiều video 2S hơn để review cho anh em. Thì anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi series Võ Hồn Đại Lục VNG của mình nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.